Nguyên đi hái rau, Nguyên đi cắt rau, Nguyên đi cắt rau ở ngoài đây nè. Tắm rau ngoài trước kìa cả nhà. Nguyên ra ngoài hái rau để chuẩn bị lên KL. Nguyên chùm cái đầu lại, chùm cái đầu lại, đừng có mưa, đừng có nhiễu vô cả nhà. Nguyên đi hái rau, sợ nhiễu ướt đầu cái bệnh. Đây nè, đám rau, đám rau của cậu, cậu Út Nguyên trồng đó. Hái xin ổng không, không thì ổng ra chăm sóc ra, ổng thấy cộng nào ổng chửi chết luôn. Cả nhà biết sao mà Nguyên đi cày vòng không? Tại vì Nguyên tìm cách vô mà không biết vô kiểu gì. Nguyên á, xin chú rau, chú chồng Nguyên á, Nguyên đâu có nghĩ là rau nó cao, ổng vào cái hàng rào cao dữ thằng à. Nguyên chỉ xin rau thôi chứ Nguyên không có hỏi ổng mà vô trong đây bằng cách nào cả nhà. Cho nên á hả, bây giờ Nguyên cày vòng luôn, bây giờ cắm đầu đó, đó cắm đầu nhổ. Cái này hên nó nghe là trời mưa đó, đất ướt dễ nhổ, cái này mà đất cứng cái nhổ chắc chuối nhủi luôn à. Trời ơi cha nội ơi, mưa càng ngày càng lớn. Nguyên mà hái hết cái bụi này là ướt mình mẩy luôn. Chắc Nguyên hái ít ít cây thôi. Cây nào cây nấy quá trời luôn. Cải này không biết cải gì. Cải gì này không biết cải gì. Hả? 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 Ủa phân và chi tở. Một hồ Nguyên chở dì Năm. Dì Năm về luôn. Lục tủ lạnh coi có gì á. Nguyên đem dì hồi nãy dì chồng Nguyên nấu mấy món á, đem lên cho hai chồng Nguyên ăn, kêu đi làm á, tiện á cả nhà. Đi làm cái lấy ra hâm lại ăn. Vậy, wow, cái mướp này ha, cỡ một tuần nữa Nguyên về là có trái ăn ngập mặt rồi. Wow, xe gì? Xanh dĩ quà dâu nạ, quà dâu nó cơ dặn chèo tô á su. Quà dâu nó cơ dặn chèo tô á su. À, niệm bùi dao lẹo ha. À, quà nã. Quà nã quà trù xì. À. Quà dao. Quà chung của tao. Quà chung của tao thôi. Ừ. Nã ha kênh trù xì hơ á. Khăn ải. Khăn ải. Ừ. Phải tuy mà phải tuy dạo. phải tuy Nguyên nói đứng xếp hàng để lấy nước khoai lang. Gia đình chồng Nguyên thường nấu nước khoai lang để uống lắm cả nhà. Không phải gia đình chồng Nguyên không đâu, mà ở đây người qua người ta thường nấu nước khoai lang người ta uống lắm á, người ta kêu uống mát á.
Ở trong đây có khoai lang với lại đậu xanh nữa cả nhà, với lại lá dứa. Trồng nguyên che ánh đèn à, tối thui không thấy gì hết. Được. Đi. Ăn xong rồi về, trời ngoài trời mưa. Nghe ở ngoài chưa? Dù lèo á, xanh dĩ kỳ linh răng kênh kênh sà mò à, tu phu. Ở trong đây có gừng nữa nè cả nhà. Hồi nãy Nguyên không thấy, chồng Nguyên múc cái Nguyên không có thấy. Gừng nè, đậu xanh nè, lá dứa với lại khoai lang đó. Nước mát ở bên đây đó, người qua tôi uống nước mát vậy đó. Dặn chào tô. À, nó y tén tén. Qua khẳng cho sang bên á. Ừ, chủ xì hơn. Khởi gì? Ồ, khờ xì rồi. Cái này Nguyên nấu uống nước cả nhà, uống nước mát á. Dì ba của Nguyên á, dì chồng. Bây giờ chồng Nguyên đem đồ ra ngoài xe. Trời mưa nè, trời ơi. Mưa lâm râm. Chắc đồ vô. Nay Nguyên chở gì chồng Nguyên về nữa. Vì chồng Nguyên đi đi chung xe của Nguyên. Em chồng Nguyên bữa nay cũng lên về lại KL luôn. Ở bên Malaysia cả nhà, người qua ăn Tết lâu lắm, ăn Tết tới một tháng lận á. Chứ không phải riêng gia đình chồng Nguyên đâu nha. Người Hoa bên đây ăn Tết lâu lắm.
gom đồ. Sao mô sư nghi ngọt? Cao sẽ hát chèn miếng hồ say sơ. Miếng hồ say sơ.